Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú, các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thu Nữ Cà Mau. Hôm nay thì mẹ Linh sẽ làm bếp trưởng trong nhà hàng Thu Nữ Cà Mau ông bà cô chú các bạn. Bữa nay thì bếp chính cho cả nhà ăn món gì đây? Ăn bún riêu ba khía. Bữa nay thì mẹ Linh sẽ nấu bún riêu ba khía. Ở đây là có ba khía nè. Ba khía với bắp chuối, với giá, với hẹ, rau muống, với tàu hũ, cà chua. Chứ không thiếu là cái giò heo. Vậy là cái món này là món bún riêu ba khía giò heo. Ừ, đúng rồi. Bây giờ thì mẹ Linh sẽ bắt đầu ướp cái giò heo này. Giò heo này thì hồi nãy là trước khi làm là mẹ Linh cũng đã rửa sạch sẽ hết trơn rồi. Ở vùng nước ngọt á, thì sẽ có con cua đồng. Ở vùng Linh á, thì sẽ có con ba khía. Ba khía thì nó sẽ có nhiều ở vùng Cà Mau này, rất là nhiều luôn. Cái này là hồi tối Linh với mẹ đi bắt nè. Xong mà về mừng sạch sẽ hết trơn rồi. Mẹ Linh thì tiến hành ướp cái giò heo này thì cho xíu hạt điều, bột màu điều để tạo cái màu của bún riêu. Nếu như mình không có màu dầu điều thì mình có thể là dùng cái màu của sa tế cũng được. Chắc này hơi ít, là thêm miếng đi. Mẹ Linh bỏ hơi ít nên là mẹ Linh cho thêm xíu nữa. Rồi được rồi mẹ, nhiều quá nó đắng, thay vì chân lát nó lên màu nhiều lắm. Rồi mẹ ướp hết lên này hả, trộn đi. Miếng hạt nêm. Mỗi bữa thì ông bà cô chú các bạn thấy Linh nấu, bữa nay thì thấy là mẹ Linh sẽ làm đầu bếp để cái coi này. Ai sẽ là người nấu ngon nhất. Mẹ đó giờ mẹ có nấu bún riêu chưa mẹ? Mẹ chưa nấu nên đi đám mà mẹ chỉ ăn thôi chứ mẹ chưa có nấu bún riêu lần nào nha. Thêm miếng đường. Này thì ướp gia vị cũng bình thường thôi. Cho bột dầu điều nè, rồi miếng hạt nêm, miếng đường, miếng bột ngọt và một xíu nước mắm cho nó thơm ha. Cái miếng cái hồi mình nấu rồi cái nó có thiếu cái gì, cái gia vị gì cái mình bổ sung thêm. Rồi cái này ướp xong rồi giờ để qua một bên cái mình đâm ba khía. Rồi vậy được ha. Rồi mẹ để qua một bên cho nó thấm đi. Cái này để là mình ướp chắc tầm khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng mình nấu. Ba khía này thì Linh lấy mai ra hết rồi. Bây giờ bỏ qua đâm. Mẹ đâm lần con hay con ha? Cho mẹ mượn cái tấm thớt mẹ kê vô. Cái này nó không có bằng á. Này nếu có máy xay sinh tố thì mình có thể là bỏ vô máy xay sinh tố mình xay cũng được. Nhưng mà mình đâm cái vậy nó ra được nhiều thịt thôi nè mẹ. Ừ nó ngon lắm, con xay cái nó nhừ hết chứ rồi nó đâu còn thịt nữa đâu. Cái này nhiều nè, ký ngoài cơ thà ba khía nó ngon lắm. Ba khía này mình nấu nó ngọt cũng giống như là cua đồng vậy. Cái này là tận dụng những gì mà có sẵn để làm luôn á. Tại vì hôm trước á mẹ Linh bán heo cái chia lại một cái giò heo và thịt heo á, thấy cái giò còn hoài. Nên là hồi tối hai mẹ con đi xôi ba khía để bữa nay nấu bún riêu ba khía. Món này độc à. Tại vì mình mặn heo á, mình bán heo cho người ta cái người ta cứ tiếp rồi cái mình tiếp như người ta để thương nghiệp người ta. Heo bự quá ta xài không hết. Mà nói thiệt là hồi Tết mận heo vậy chừa lại ăn từ hồi Tết tới giờ nữa. Ôi trời thịt ngon hết biết rồi nè, thịt cứng chắc hết biết rồi nè. Ba khía này thịt thấy nhiều hơn cua đồng tại vì nó bự hơn cua đồng mẹ. Nè cái này nó thịt không luôn nè. Cái này mình làm còn nhiều đó, phải làm hơn nữa được ha. Cái này nhiều dữ luôn, cái thịt dữ luôn. Kệ, nhiều cho nó ngọt nước. Cái thịt con ba khía này nó chắc mà nó thơm lắm một cô chú các bạn. Nấu nè, cái nước thịt nó ngọt nè, thịt dữ luôn á. Thịt nhiều hơn cua đồng ha. Nhiều hơn. Con cua đồng là nó chỉ có thịt ngay hai cái càng thôi. Chứ cái mình nó không thịt nhiều. Còn cái này con ba khía này nó thịt hết luôn á. Đây là con ba khía mà Linh đã mừng rồi. Ba khía thì mình nhìn nó sẽ có cái màu tím tím. Ngon lắm, găng hay ăn cũng ngon mà luộc chấm cơm mẻ ăn cũng ngon nữa. Tại vì thịt ba khía này thì nó rất là chắc thịt. Luộc ăn không nó cũng ngon đó. Dạ. Muối tiêu, muối ớt rồi đó. Người thì người ta thích ăn muối tiêu, muối ớt, người ta ăn cơm mẻ.
Quá trời, cái này thịt lát mình dạo chắc nhiều ghiêu lắm luôn á. Bên đây thì sáng Linh có mua hai cái bắp chuối nè, hay giá, rau muống để lát bào ra, đậu hũ thì mình chiên lên. Bữa nay là bếp chính thị mẹ sẽ giới thiệu tới ông bà cô chú món bún ghiêu ba khía. Đây là lần đầu mẹ nấu không? Ừ, đó giờ mẹ không có nấu. Mấy lần nấu bún ghiêu con cũng nấu không ha? Mẹ phục vụ làm này kia hoài thôi chứ mẹ không có nấu. Đám thì cũng có nấu món này món kia vậy chứ mà chưa có bao giờ mà nấu ba khía ấy, chưa bao giờ nấu bún ghiêu. Tại vì thường đám là chỉ nấu thịt kho nè, tiềm, lá gu và vịt kho gừng đồ chứ không có đãi bún ghiêu, nên là mẹ Linh cũng không có tìm hiểu nấu. Còn bình thường ở nhà thì cũng không có nấu ăn nữa. Ít ăn. Mới có mấy con thôi mà thịt nhiều cỡ này luôn á. Ừ, nhóc hết trơn luôn. Dằn tới mặt mẹ luôn. Bởi vì đâu có làm được biết chính đâu, lâu lâu phụ chứ. Làm ăn cái gì làm cũng ăn được thôi chứ không có khéo bằng ta. Bởi vì ai kêu lại nấu đâu dám nấu cho người ta ăn đâu, sợ tôi chê không ngon. Ở nhà nấu cho chồng cho con với cháu rồi ăn vậy thôi. Bây giờ là mẹ Linh đâm cái thịt ba khía nó cũng nát ra hết trơn rồi. Thì mẹ Linh sẽ bắt đầu lược cái ba khía. Lược cái ba khía chắc mẹ cho nước vô đó rồi mẹ quậy quậy lên rồi mới lược qua xong ha. Đúng rồi con. Rồi đó, cho vô đây khoảng tầm 1 ca nước. Mà công nhận đâm này còn thịt nhiều nè. Mình xay cái nó mất thịt chân, thịt nó mịn hết trơn à. Cái gỗ mình nó dày quá, nó có lọt thịt ra không? Kệ nó gọt lọt lọt rồi mình lược lại lược ha. Nha. Nghe cái mùi thịt ba khía thơm dễ sợ luôn. Ngon ha, là thịt không? Thịt không luôn. Còn không, mẹ lấy đại cái gỗ tre mẹ lược đại nè. Gỗ tre nó thưa kệ nó, cái lát thì mình ăn cái nó nằm ở dưới đáy mà mình múc ở trên đâu sao đâu. Chứ mình lược cái gỗ dày quá cái thịt nó không xuống uổng cái thịt. Vì mẹ lấy gỗ tre này mẹ lược mẹ đổ qua nha. Ừ. Mẹ bắt lên luôn. Cái này mẹ đổ đại vô đi, cái này dạo dạo thêm cái nữa là nó xong. Dạo dạo thêm nước nữa. À. Ừ, thêm thịt nước nữa. Thịt còn nguyên à. Chứ cái gỗ nó dày quá, nó quá xuống thịt. Quá trời thịt ngon luôn nè, coi nè. Thêm 1 ca nữa đi nè. Rồi, cái này giờ mẹ bắt qua lên luôn ha. Dạ. Sau khi mà mẹ lên dạo ba khía xong thì bắt cái son lên nồi để cho cái ba khía nó sôi lên. Trong lúc đó thì chắc mẹ Linh sẽ qua đây để chuẩn bị cái gao. Gao này chắc làm cái bắp chuối chứ đi mẹ, cái bắp chuối mình bào lâu nè. Cái bắp chuối đó để mình mẹ lấy cái dao mẹ sắt. Dạ. Nhưng mà mẹ có cần lột ra từng bẹ để mình bỏ cái chuối con ở trong không? Lột cũng được, để mẹ lột cũng được. Mỗi khi cái mẹ lấy cái gỗ mẹ lược không mà giờ. Tại vì con thấy là mấy bà thím á, làm là sẽ đó, tách hết cái đó ra để bỏ cái đó. Để lát mình sắt nó không có bị mịn á. Không, nó không có gớt. Cái này mình làm như nó không có gớt. Mà thường ngày con thấy mẹ là mẹ cầm nguyên bắp mẹ sắt luôn phải không? Mỗi lần mẹ sắt ưa sắt nguyên bắp không à. Mình có cần bỏ đi cái già bớt không mẹ? Bỏ, tại vì biết sao nhà mình ăn bắp chuối ít á, cái đầu mình hồi bỏ cái nào già già quá mình bỏ bớt. Lột bỏ đại đây cái hồi mình sắp thôi cái mình ấy á. Mình phải sắp lấy hết mấy cái bông chuối ra. Lấy hết ra luôn. Mình sắp lát nó không có bị dướng lại, nó không có bị mịn. Nó ưa cho trôi lên cái mà cái thao nước đó mình rửa. Nhưng mà nó cũng mủ nhiều nữa mẹ, nó lên mủ nhiều lắm. Hồi nãy gì không lấy cái dao hai lưỡi á, cái sắt á. Kệ dao này bén mình sắt cũng được. Ở ngoài chợ là Linh thấy người ta dùng cái dao bào người ta bào luôn. Ừ, người ta bào luôn á.
Nè, người ta bào ta sắp vậy nè. Ta sắp vậy cái người ta bào. Ừ. Ta bào cái non non rồi, ta không có bào cái già. Cái bắp chuối này á mà mình hái trên cây xuống hết xong mình đập dập dập, mình chẻ làm hai, ăn chấm cá kho ngon lắm. Thế này còn nấu mẹ ăn ngon quá, giờ làm mới làm lộng cộng á. Thử nấu cho biết. Cái lõi non này chấm với ớt ăn cũng ngon lắm, nó có vị chát chát. Có cái gì bằng mà lột cái lấy cái non này ăn nó ngon. Chấm cá kho ha, đập dập dập chấm cá kho. Hồi đó giờ nhà này thích ăn để nguyên cái đầu đập đập ra, chấm cá kho. Có mần vịt, mần gà cái mình mới sắc ra, mình mới ăn. Thế người ta làm quen cái người ta lột một cái nó ra, còn mình không biết làm cái nó lâu á. Thợ này chưa được khéo lắm. Rồi cái nhỏ đó hồi sắc lại còn lột thêm bắp nữa. Nó gì đó cái đầu con có cái dao hai lưỡi con sạc 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 là nó được liền được rồi. Đó nè thấy không? Đó. Thì mình sắp là mình sắc cũng được. Ừ. Đây mẹ lột thêm bắp nữa. Cái vỏ già màu đỏ đỏ đó mình bỏ đi, mình chỉ giữ những cái lõi non thôi. Ừ. Lấy già quá ăn dai lắm. Dạ ăn cứng mắt hà. Cái này là mình lấy được rồi nè. Cái ngồi của mình sắp 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 lại. Giá hôm nay mua mấy khô trong ruộng ra cộng chút cũng to to không. Mẹ lên được cái chút giá lần nào cũng úng hết trơn. Bữa hôm sao thấy tốt quá à. Cái mấy bữa đó không coi, cái tới chuyện coi á. Giá này thì nó cục cục không à. Dễ chút mà. Dễ mình chút mình chút nữa nhà ăn lời. Một 200 gram đậu là mình chút ra được mấy ký giá luôn ha mẹ. Ừ. Cỡ 300 gram cỡ 2 ký giá rồi đó. Mỗi lần mẹ chút cũng hay lắm mà sao mà năm nay mẹ chút dở. Thợ càng ngày càng lục nghề. Mỗi lần là hô lâu lâu có chút mà vài trăm gram ăn, lâu lâu chút vài trăm gram ăn vậy đó. Hồi nãy giờ sắc hen, mẹ sắc hen. Bắp chuối này thì mình sẽ sắc mịn. Sắc mịn mình nó ăn bún nó mới ngon. Dao bén không nhận sắc mịn thiệt hay mẹ? Dao là mỏng mát nè. Hồi đó mần mình mần ruộng cái bắp chuối đi ra ruộng cái bẻ chút nhóc hết trơn, giờ tháng hạn này mình ở đây mình không có nước mặn, không có. Hai bắp con mua 15 ngàn á. Cũng rẻ mà. Ở bên chợ bên đây bán một bắp tới 10 ngàn. Còn mình mua mà người ta sắc sẵn luôn á là 25 ngàn ký vậy mẹ. 30 ngàn một ký hay gì á. Không 25 ngàn đâu. Bây giờ giá còn 20 ngàn ký vậy đó con. Ừ. Giờ chị cũng lên giá hết trơn. Ừ. Mà mình mua về nhà mình sắc nhìn nó ngon hơn. Ta sắc nhiều khi người ta ngâm với nước tẩy cho nó trắng hay sao á. Còn là mình sắc rồi mình để đại thôi mẹ. Khi nào rửa mình hãy ngâm với giấm cho nó đừng có bị đen ha. Ừ cái này mình để khô đi rồi chút cái mình rửa cái mình nặng miếng chanh hay là miếng giấm gì vô cũng được. Đi phải có chất chua chua cũng được đó. Là bắp chuối của mình nó sẽ không có bị đen. Chứ mình đừng có sắc xong mình ngâm nước là bắp chuối mình bị đen liền á. Chuối cây cũng thì nên chuối mà mình sắc ăn lẩu chuối ghém đó. Dạ. Mình đừng có ngâm. Mình sắc thì để khô chừng nào mình ăn cái mình rửa. Rửa cái mình bỏ miếng giấm vô cái hay là miếng chanh gì vô cái nó trắng tươi vậy.
đó là bắp chuối được hay không con? Nhiêu bắp chuối chứ mà giá nó được ha. Dạ. Con muốn nữa. Tại vì mình ăn thứ ít ít mà. À. Con không dám xài cái dao này để mẹ xài à. Nó lén nè cái nè. Thấy không? Bảnh nha. Ừ. Mỏng, mỏng. Rồi xong luôn. Mẹ lên sắc bắp chuối xong rồi. Mình để đây đi, khi nào mình ăn thì mình rửa. Rồi. Bây giờ qua đây thì mẹ Linh sẽ lặt rau muống. Rau muống mình lặt hết lá cái mình bào luôn mẹ. Cái đó mình lặt hết lá cái mình bào nó để nó bị ấy đó. Dạ. Tại vì cái ít nên là con mua cũng có 5.000 rau muống à. Thịnh trọng bà cô chú đi con. Mới ngủ dậy đi ra đây. Bà nội với cô ba ở ngoài này gà đi ra. Đang phụ cô ba. Con đang làm gì ạ? Đang nấu gì vậy? Thịnh đang nấu gì vậy? Nấu gì? Nấu đó chị ạ. Con nấu cái gì? Đó. Bà nấu bún riêu. Bún riêu. Con nói đi. Cười. Thôi. Đi lại đang học chưa? Không được. Ngồi xuống. Ngồi đi. Cười. Cô ba chụp hình nè. Cười nè. Cười đi cô ba chụp hình nè. Nước sôi hả? Cười chụp hình. Cười cho chụp hình nè. Rồi đưa chảo nha. Rồi con cười đi cô ba chụp hình nè. Cười chụp hình vậy đó hả? Quay đây chứ, cười chụp hình đây nè. Quay đây nè. Mắc cỡ rồi, Thịnh mắc cỡ rồi. Cười chụp hình nè. 1, 2, 3 cười. Kỳ thì nó nằm bên kia nó ngủ. Đây, wow, cái nồi bún riêu nó lên riêu rồi đó mẹ. Cho nó sôi chút nữa. Cho nó sôi chút nữa cho nó lên nhiều riêu. Nhìn cũng y như riêu cua chứ bộ. Bún riêu bao khuya cũng không có thua gì bún riêu cua đâu. Rau muống này thì Linh dùng cái loại rau muống tàu. Mình bào ăn thì nó sẽ mềm hơn cái rau muống đồng. Mẹ Linh vừa bào rau muống xong á thì lúc này là cái riêu nó sôi rồi. Bữa nay thì nhà Linh không có ăn riêu nên là không có vớt riêu mà mình sẽ bỏ thịt vô luôn. Thì bây giờ mẹ Linh sẽ bắt đầu bỏ cái giò heo mình ướp vô hồi nãy á, vô cái nồi này. Con địch nó đứng đó nhìn bà nội nó nấu kìa. Nó đứng nó quan sát kìa, nhìn dữ vậy. Ngon không? Dạ, cái nồi bún riêu lúc này á là Linh thấy là cái giò nó mềm hết trơn rồi. Thì mẹ Linh sẽ bắt đầu bỏ cà chua vô. Để mình chuẩn bị ăn được rồi đó. Linh ngồi ở dưới gió mà nghe mùi thơm dễ sợ luôn. Cà chua này là mẹ Linh bỏ vô trực tiếp luôn chứ không có cần xào gì hết á. Người ta thích xào là ta xào, còn mình không thích xào có mình để trực luôn á. Mình có thể là xào với màu dầu điều cho cái cà chua nó héo sơ sơ cũng được. Rồi này giờ mới bỏ cái đậu hũ chiên vô luôn. Là sẽ sẵn bắt bún ăn luôn. Mẹ có thử lại là nồi canh nêm dừa đúng không? Giờ mẹ thêm miếng hạt nêm nữa là xong rồi đó. Nó hơi lạc lạc chút á. Tại vì mình ăn bún á nên là mình nêm hơi cứng xíu. Để ăn lát cái mình múc ra dừa ăn. Vậy là xong rồi đó, vừa đủ rồi, no ấy là vừa ăn rồi đó. Quay mẹ bắt bún luôn ha. Giờ kế tiếp là mẹ Linh sẽ bắt bún. Giá bỏ giá trước. Rau muống, bắp chuối là gì là xong rồi nè. Là cái này là bỏ bún vô là được rồi đó. Bún này mình trước khi mình ăn á mình phải trụng á. Trụng với nước sôi. Nấu nước sôi mình trụng. Nhìn rau là thấy bắt đầu ngon rồi đó. Gọi giá trước. Con quên, con cứ tưởng là ăn bún nước lèo. Mẹ con mua thêm hẹ. Này mình bỏ hẹ vô cho nó thơm cũng được không mẹ? Thích thì bỏ, không thích thôi chứ không có cần, không có.
ăn lúc này thiếu vắng hai đứa cháu ngoại, buồn quá. Dạ, gà muống rồi bắp chuối. Bắp chuối ngon quá ha. Rồi nè, cái tô này là tô của Thịnh không thiếu luôn đó. Chỉ là Thịnh là chỉ bỏ bún với thịt thôi, chứ không có ăn gào. Ừ, nội cho con này ha. Rồi, giờ quay rồi mẹ múc luôn ha. Rồi, mẹ múc được rồi đó. Múc nước trước đi, hai để thịt lên. Con đi ra đi rồi nội múc, đưa đây nội. Mình nội mở cho con ha. Nè, em đi cho nội mở đó chứ không phải tử tế gì đâu. Thấy hấp dẫn ngon quá ha. Chút xíu nữa dần. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì nãy giờ là mẹ Linh đã nấu xong cái nồi bún riêu ba khía rồi, thì xin mời ông bà cô chú các bạn thưởng thức với gia đình Linh nha. Mời cả nhà ăn bún riêu nha. Bữa nay cha thưởng thức thử mẹ nấu á nha. Con ăn trước cái đậu hũ. Thưởng thức bún riêu qua Phượng à. Người ăn nha, có gì góp ý lại nha. Nè, nội cho con cạp, thử cạp lên luôn nè. Nè, ngon quá ha. Nè nè, cho con cạp nè, cầm cạp đi đi. Cầm nguyên cục cạp luôn ha. Nè, con cạp đi nè. Nè, đó, nội cho con đó. Ồ, tự cạp đi nha. Đó, học ngon không? Ăn rồi, ngon hả? Thịnh khen là ngon rồi hả? Ngon cờ. Giò riêu được quá trời luôn. Ăn cái gì vậy? Nè con cạp đi nè. Cạp đi nè nội. Công nhận cái thịt ba khía nấu bún riêu ngọt thiệt. Kìa kìa kìa, cắn đứt luôn à. Nè thấy không? Đó giỏi quá. Rồi giờ bữa mẹ mở tiệm bán bún riêu được rồi. Cũng như bà khía. Ê chết rồi. Ở trong động ruộng này ai mà ăn. Có anh thầy tử cũng Linh đâu rồi. Cục để này cán không thấy đường múc bún. Con múc đi vậy. Biết ăn lắm nha. Phải múc ngay miếng thịt mới được. Ngon không? Đây nè, cô ba để bún lên. Rồi. Tạm như cái tô nó ít nước là mày lại cho mày thêm miếng nước này ha. Nè hấp miếng nước này, hấp miếng nước nè. Lại cho nước này ha, lại cho nước này ha. Quá giờ tôi muốn kêu mẹ Linh nấu ngon rồi. Nước nó ngọt dễ sợ luôn. Tại vì nấu nhiều ba khía. Hấp cái nước cũng ngon. Ở nè, có kìa. Nè, lỡ đút nè, lỡ đút rồi tới nội ăn nha. Giờ cạp cục giò heo, dùng tay mình cạp luôn.
Bữa hổm con làm mẹ nói giờ mẹ làm thục tô hết với đầy luôn. Tô quá tô. Đúng tô thấy bự mà nó đầy. Tô này ăn hết mà. Quá ngon. Hồi đêm em không thích bún riêu á mà tại em nấu đậm đặc quá thấy ngon nè. Ăn tô này chịu quá ăn cơm. Tại vì nhà mình không có ăn mắm tôm nên không có bỏ mắm tôm. Người ta ăn là theo đúng là người ta bỏ mắm tôm như nữa. Bữa hổm con làm ăn được mà chứ không ăn. Chứ ăn mần mắm túi. Bữa hổm ăn cái mắm gì ta? Mắm guốc. Thịnh quá trời quậy rồi. Tại để cái cục thịt cái hết cái tô nó nên là nó gấp không được. Bỏ thịt qua cô ba đi, khi nào ăn cô ba gấp cho. Cho nó cái nó không ấy nè, nè ăn đi rồi chút về mình nội dẹp đi nè nè đổi quá rồi là đổ thịt mong đổ được chứ ta còn nhỏ mà nè con hấp miếng nước đi cho nó hết cái đó đi à. Đổi bụng mày đó, đổi bụng mày đó. Chút đi chút này nội dẹp nè, gỡ này con để lên chút nội dẹp nè, ăn cái da tô đi nè. Đó. Ta đổ ta không chịu đó. Phải dọn dẹp sạch sẽ ta mới chịu. Mọi người cục tàu hũ á. Ăn đầu bún này nóng sức mồ hôi luôn. Nè, bố con nè, con ăn đi nè. Nè, miếng nước nè. Nhìn chứ con nhìn nè, kìa, nhìn ông nội ăn kìa. Ngon á. Ngon không con? Ngon không? Đang ngậm một họng mà. Nè, uống miếng nước đi nè. Hút miếng nước ra mới thôi uống hết. Rất là làm như học sinh ta vậy đó. Chuẩn bị đi học về. Bữa nay chưa được thông báo. Ăn bún riêu mấy đứa ơi. Ngon không? Múc ăn đi. Múc biết kiếm cục thịt nó múc ăn nha. Phun vô, nó đỏ. Ôi, ngốn cái hồng cỡ đó nè con. Ngốn cục thịt vô. Vậy mà còn thơm nữa. Được rồi. Được rồi, con ăn hết đi rồi ăn nữa. Wow. Em bảo hai. Nghe hết vậy hai múc nữa con. Thôi là hai bên lần. Nói bảo giờ nó độn như bảo. Người ăn tô này no. Nấu rồi. Có thể tiếp miếng rồi. Không thể. Thịnh ôm ghế rồi. Thịnh tiếp bà nội không Thịnh? Thịnh ăn hết tô này tiếp ăn tô nữa. Tiếp gật đầu kìa. Kìa tự muốn ăn ôm luôn. Cái miệng rồi kìa. Hồi sáng cho bà nội bỏ đói con hả gì? Mẹ con bệnh nội bỏ đói hay gì? Có không? Nằm nằm. Có không? Sáng thì nội với cô la cho nhịn đói rồi. Ăn sao phải này tới ăn kia này kia kìa. Tay nào nó ăn cũng được chưa kìa. Thuận tay trái tay phải luôn hả? Định thuận tay trái giống cô ba nè. Tại nào nó múc ăn cũng được chưa kìa. Cái này xương nó xương hả? Rồi. Xương ba khía. Xương nó bỏ ra liền thôi. Ôm nó đi con. Chơi hai tay mới kịp ba. Tay này tới tay kia luôn á coi nè. Nó bỏ nắng này ăn đổ mồ hôi luôn. Không phải tại ăn ngon quá đổ mồ hôi. Sao rồi Thịnh? Tiếp bà nội hen. Ôm đi. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, hôm nay thì mẹ Linh nấu cái nồi bún riêu ba khía rất là ngon luôn. Thì cả nhà Linh đã ăn xong hết rồi. Thì bây giờ là xin phép lại kết thúc cái video này tại đây ha. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn những video tiếp theo nha. Ông bà cô chú nhắn cho Thịnh xin một like nha. Ăn nhiệt tình luôn. Còn ăn tiếp nữa hả?